Xin chào các em hôm nay chúng ta lại tiếp tục đi qua cái cái chuyên đề về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số và trong cái tiết học này thì chúng ta bàn đến cái lọ thứ hai đó là dựa vào cái kỹ thuật đặt ấn phụ để đưa cái hàm số lượng giác á, nó về cái hàm đại số thông thường và từ cái hàm đại số thông thường này thì chúng ta sẽ đi tìm cái giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của cái hàm đại số thông thường đó và từ đó ta suy ra được cái giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của cái hàm số lượng giác đã cho. Trong phần này thì chúng ta hay bắt gặp ở những cái lớp hàm mà sau khi đưa về đại số thì nó là một cái hàm bậc 2 và ta dựa vào cái đồ thị cũng như là cái bảng biến thiên của hàm bậc 2 mà chúng ta đã nhắc ở trong tiết trước để chúng ta giải quyết bài toán. À, chẳng hạn như cái bài đầu tiên của chúng ta là cái bài nó như thế này à, yêu cầu là cái giá trị lớn nhất của các hàm số y bằng cos bình phương x cộng sin x cộng 1 là nó bằng bao nhiêu trong này thế thì các em để ý rằng là bây giờ cái bài toán của chúng ta đó thì cái hàm số lượng giác ở đây cái cung của nó là giống nhau rồi này cho nên chúng ta không cần phải chỉnh cung nữa nhưng mà cái bậc của nó không còn là bậc nhất như là cái bậc mà hôm trước ta học ở trong cái tiết trước ví dụ như chỗ này nó là hàm bậc nhất có nghĩa là cốt x cộng sin x không thôi á thì chúng ta giải quyết bằng cách là ta đưa về hàm bậc nhất đó là sin x, x cộng cốt x bằng y trừ một và ta dựa vào cái điều kiện có nghiệm của cái à, cái phương trình á thì chúng ta sẽ tìm được cái giá trị lớn nhất nhỏ nhất của y nhưng mà bây giờ ở đây nó có là bậc 2 theo cốt Như vậy chắc chắn là cái phương pháp giải của chúng ta ở trong cái mục trước Ở trong cái tiết trước chúng ta không thể làm như thế được nữa à, Như vậy thì bây giờ bài toán này ta phải buộc phải chọn cái hàm của chúng ta nó ở trạng thái làm bậc 2 nhưng mà cái hàm bậc hai này thì nó lại là có hai cái hàm vừa xin vừa cốt luôn cho nên bây giờ chúng ta phải làm một cái nhiệm vụ đầu tiên đó là ta phải chỉnh cái hàm này cho nó về một lọa thôi hoặc là xin hết hoặc là cốt hết để chúng ta mới đạt ứng phụ được Thế các em để ý rằng là ở đây ta thấy rằng là cái cái sinh này bản thân nó đưa không về đưa cốt được nhưng mà cái cốt bình phương có thể đưa về sinh bình phương được theo cái công thức lượng giác mà chúng ta đã học à, trong cái phần lý thuyết đó là chỉnh hàm đó là sinh bình phương cộng cốt bình phương thì bằng gì à, cốt bình phương thì bằng một á đó nè Đấy như vậy là ta sẽ rút được cốt bình phương theo gì rút bình phương theo sinh bình phương như vậy là cái này ta thay là bằng một từ sinh bình vô một từ sinh bình phương vô sin à, bình phương x vô Thì ta sẽ đưa các hàm số của chúng ta Nó về là bằng trừ Xin bình cộng xin x cộng 2 Đây các hàm số chúng ta đưa nó về như thế này Như vậy là ta không chỉnh cung được nữa Thì ta để ý là ta có thể chỉnh hàm được Ta chỉnh nó về cùng một hàm số Và khi chỉnh nó về một hàm số Thì các em sẽ dùng phương pháp đặt ẩn số phụ t bằng xin x và lưu ý rằng là với cái điều kiện t bằng sin x này thì t nó sẽ nằm trong đoạn trừ 1 1. Đây chính là điều kiện mà chúng ta phải lưu ý thì sau khi mà đặt cái t bằng sin x rồi á thì các em thấy cái hàm số chúng ta nó sẽ biến thành một hàm đại số đó là cái hàm này như vậy các bài toán đặt ra như sau hàm số này muốn tìm giá trị lớn nhất theo x thì chúng ta sẽ tìm cái giá trị lớn nhất của hàm số này theo t nhưng mà không phải tìm trên r mà chúng ta phải tìm trên cái miền điều kiện từ trừ một cái một này đấy như vậy bài toán chuyển từ lượng giác về đại số thế các em để ý cho thầy rằng là cái hàm này là hàm bậc hai với cái hệ số a nó âm á thì cái đồ thị của nó là một cái parabol quay lên như thế này này và cái hoành độ của nó tại cái đỉnh parabol là bằng trừ b trên 2a đấy trên 2a à, mà b ở đây nó là bằng 1 và a ở đây là nó bằng trừ 1 như vậy cái này nó sẽ là bằng 1 phần 2 đúng chưa 1 phần 2 đó đây là hoành độ của đỉnh thì 1 phần 2 là nó lọt qua trong cái khoảng này này như vậy là cái bảng biến thiên của cái hàm số này trong cái đoạn trừ 1 1 nó sẽ có dạng như sau các em đây là t của chúng ta nhé đây là y của chúng ta nha rồi ta vẽ các bản biến thiên ra thì chúng ta sẽ thấy ngay cái giá trị lớn nhất của nó thôi khá là đơn giản à cái này là từ trừ 1 đến 1 này từ 1 đến 1 này và các em để ý rằng ở đây nó có cái cái hoành độ của cái đỉnh parabol của chúng ta là 1 phần 2 trừ b trên 2a nha 1 phần 2 và rõ ràng á, là tại đây á là cái cái parabol nó sẽ đi lên như thế này này nó nó up lên như thế này mà up xuống mà không à, như vậy là phải đường điệu đi lên nè tại đỉnh này rồi nó đi xuống đó cái hình dáng của đồ thị như thế nào thì cái bảng biến thiên nó cũng y như vậy và các em lưu ý là trong cái đoạn từ trừ 1 đến 1 này là ta bỏ cái ngoài này đi vì ở trong này ngoài này ta không xét à thế thì bây giờ mục tiêu là tìm giá trị lớn nhất như vậy ta thấy rằng là về mặt giá trị y nó tăng lên như này xuống như vậy chỗ đây sẽ là giá trị lớn nhất này cái chỗ này nó chính là giá trị lớn nhất này. như vậy chỗ này là à, giá trị của y tại 1 phần 2 là các em lấy cái 1 phần 2 này các em thay vô trong cái hầm y này như vậy các em thay vô thì nó sẽ ra là mấy trừ 1 phần 4 chưa đúng không? Rồi cộng cho một phần gì? 1/2 này. Rồi cộng cho 2 nữa. Đấy. Như vậy nếu mà ta rút gọn thì cái này nó sẽ là 1/4 2. Đúng chưa? 1/4 mà cộng cho 2 là bằng bao nhiêu? Cộng cho 2 là nó ra là bằng 7/4 chưa các em? À 9/4, đúng không? Như vậy chỗ này ta điền là 9/4. phần 9/4. Như vậy rõ ràng cái, cái giá trị của y này nó đi lên tới 9/4 đi xuống, như vậy 9/4 phần tư này chính là cái giá trị gì đây? Chính là cái giá trị lớn nhất, đúng không? Đấy. Như vậy ở đây người ta yêu cầu là tìm giá trị lớn nhất thì giá trị lớn nhất sẽ là 9 phần 4, và nó đạt được khi t bằng mấy? Khi t bằng 1 phần 2. Khi t bằng 1 phần 2 có nghĩa là khi sinh của x bằng 1 phần 2. Đúng không? Đấy, sinh của x bằng 1 phần 2. Và rõ ràng chắc chắn là nó sẽ tồn tại một cái giá trị x nào đó để cho sinh x bằng 1 phần 2 đúng không? Ví dụ như ở đây ta chọn x là bằng 30 độ hay là pi trên 6 thì sinh của x sẽ bằng 1 phần 2 ngay. Và rõ ràng là có x để cho y này là lớn nhất là 9 phần 4 được chưa như vậy đáp án của chúng ta là bằng đề đấy rồi bây giờ ta qua một cái ví dụ khác đây ở đây người ta giải như thế này thôi thực ra cái này các em bỏ đi à, Giải như thế này thôi chả có gì khó cả này dựa vào tính chất của parabol rồi một ví dụ khác, gọi m lớn và m nhỏ lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của các hàm số cốt 2 x cộng cốt. À, khi đó tổng của m cộng n bằng bao nhiêu? Thế các em lưu ý rằng ở đây trong cái bài toán này nó nó là một hàm lượng giác nhưng mà hai cái cung này khác nhau này, một cung 2x với một cung x này. Như vậy công việc của chúng ta là ta phải chỉnh cung trước khi ta làm. Thế em để ý rằng ở đây cái cốt là cung x nhưng mà cái cốt này bậc 1 cho nên không thể đưa về 2x được. Vì nếu ta đưa 2x thì bậc nó sẽ giảm xuống, nhưng mà ở đây bậc 1 mà không thể giảm được nữa. Cho nên buộc chúng ta phải đưa 2x về x mà một trong những cái công thức mà chúng ta dùng ở trong trường hợp này đó là công thức nhận đôi cốt 2x à, nó sẽ bằng cốt bình trừ sinh bình cốt bình x trừ sin bình phương x đúng không đây cốt bình phương x này bằng cốt bình phương cốt bình x trừ sin bình x đây thầy viết cho nó gọn gọn lại nha là bằng hai cốt bình trừ một nữa này hai cốt bình x trừ một này rồi bằng 1 trừ cho 2 sin bình này. Đó. Nhưng vấn đề đặt ra ở trong ba công thức này ta chọn công thức nào thì các em để ý rằng là ta chọn công thức mà nó trùng với cái hàm cho cái hàm nó thống nhất nữa. Thế thì ở đây ta chọn cái cái công thức này sẽ là công thức mà chúng ta cần chọn. Để cái hàm của chúng ta nó trạng thái là cốt x và cũng đây là cos x luôn, được chưa? Như vậy là chắc chắn ta sẽ dùng công thức nhân đôi vào đây. Chỗ này cốt x ta thay là bằng 2 lần cốt bình phương x trừ 1 rồi cộng với cốt x như vậy cái hàm số y của chúng ta nó thành cái hàm này và nó lại là một cái hàm bậc hai tiếp theo. Bằng cách đặt ẩn phụ t bằng cốt x và điều kiện của t nó sẽ nằm trong đoạn trừ một một và cái hàm này là một cái parabol nó thành là hai t bình cộng t trừ một. Thế các em lý parabol này có hệ số a dương thì cái parabol này nó sẽ quay lại như thế này nè và nó đặt quanh độ của nó là trừ b trên hai a. Thế các em đấy là trừ b của chúng ta là trừ một. Chia hai a là bốn như vậy là trừ một phần tư và các em lấy một trừ 1 phần tư thì rõ ràng là nó lọt qua trong cái đoạn từ 1 1 này như vậy cái bảng biến thiên của chúng ta trong cái trường hợp này đó là t này đó ta vẽ cái bảng biến thiên ra là ta sẽ thấy ngay cái giá trị thôi các em đây là y này. đó thế thì ta vẽ ra đây có miền ta xác là chỉ trừ 1 đến 1 thôi nhé và ở giữa này nó có cái đỉnh parabol là trừ 1 phần tư này được chưa đó rồi thế thì về mặt đồ thị thì nó đi xuống rồi đi lên nhá như vậy ở đây nó sẽ đi xuống rồi đi lên đó ngoài cái đoạn này ta bỏ đi ta bỏ hết đi nào được chưa rồi bây giờ nhiệm vụ chúng ta là tính cái giá trị y tại ba cái điểm này thôi là ta biết lớn nhất nhỏ nhất bao nhiêu đầu tiên là tại trừ một các em thay cái trừ một này vô thì trừ một cái chỗ này nó sẽ là bằng hai này trừ cho hai là chỗ này nó bằng không này đúng chưa rồi tại một tại một các em thay vô một thì nó sẽ bằng hai này Được chưa rồi tại trừ 1 phần tư thì, thì các em thay vô trừ 1 phần tư thì cái này nó là 2 nhân cho 1 phần 16 này nha 1 phần 16 rồi trừ cho 1 phần 4 rồi trừ 1 nữa đó trừ 1 nữa như vậy cái này tính ra thì nó sẽ là 1 phần 1 phần 8 đúng không 1 phần 8 mà trừ cho 1 phần 4 cái này là thành trừ cho 5 phần 4 đúng chưa rồi các em quy đồng mẫu số chung thì cái này phải nhân cho hai nữa như vậy chỗ này nó thành là 10 phần 8 này 10 phần 8 như vậy kết quả chỗ này nó thành trừ 9 phần 8 chưa đúng không rồi các em điền trừ 9 phần 8 vào đây thì các em thấy à, như vậy hóa ra về mặt giá trị Thì y nó chạy từ 0 xuống trừ 9 phần, trừ 9 phần 8 Nhưng mà trừ 9 phần 4 à, Xuống trừ 9 phần 8 Rồi nó lên tới gì Rồi nó lên tới à, 1, tới 2 Được chưa Như vậy ta thấy nè Nhỏ nhất của nó là trừ 9 phần 8 Và đây chính là m nhỏ của chúng ta Và lớn nhất của nó là bằng gì Bằng 2 Vì nó đạt được tại t bằng 1 Và đây chính là m lớn Như vậy theo bài toán thì chúng ta có tổng hai cái này nó sẽ là bằng mấy 2 trừ 9 phần 8 đúng không? 2 trừ 9 phần 8 là 8 x 2 16 trừ 9 là còn 7 phần 8 này. Đúng chưa? Đấy. 16 trừ cho 9. Rồi như vậy đáp án của bài toán này sẽ là bao nhiêu? Được chưa? Đấy cách làm nó như thế. Rồi ta dựa vào cái parabol thôi. Cấu trúc của parabol trên cái miền mà chúng ta xác để ta lập các bản biến thiên cho chính xác và ta làm ra thôi. Thì các em để ý ở đây người ta giả như thế này. Người ta dùng cái đồ thị parabol và người ta cũng lập các bản biến thiên này y như chúng ta đây. Được chưa? Rồi người ta dựa vào đó thì người ta thấy rằng là minh của nó là trừ 9 phần 8 và mắc của nó là 2 Nhưng mà tổng lại là nó bằng 7 phần 8 Được chưa? Rồi một bài tập tương tự tiếp theo đó là tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số này Thì các em để ý cái hàm số này nó là cung nó giống nhau rồi không cần chỉnh nữa Và hàm của nó cũng giống nhau luôn rồi Như vậy với cái bài toán này thì khi ta đặt T là bằng sin x nha T là bằng sin x T bằng sin x Và điều kiện trừ 1 bán bằng T bán bằng 1 Đấy ta làm giống y như hồi nãy chả có gì khác thì cái hàm số của mình đó, nó sẽ biến thành cái hàm số t bình trừ cho gì các em trừ cho t cộng 2 được chưa ok chưa rồi từ cái này này ta thấy là cái hệ số a nó dương cho nên parabol này nó cũng sẽ quay lên và cái đỉnh của cái parabol này hoành độ của nó là trừ b trên 2a nghĩa là 1 phần 2 chưa rồi các em chỉ cần vẽ các bản biến thiên cho thầy nhớ là 1 phần 2 là nó lọt qua trong cái đoạn này nha rồi cái như vậy là đây là t này đây là y này được chưa rồi cái này là trừ 1 này cái này 1 này và chỗ này là từ B đến 2A là 1 phần 2 như vậy theo các bạn parabol này đi xuống rồi đi lên như vậy đây sẽ đi xuống đi lên này đấy ngay chỗ cái đỉnh đó và các em thay vô cho thầy các cái giá trị tương hợp lại tại trừ 1 thì cái này nó sẽ là bằng mấy nó sẽ bằng 4 đúng không đúng chưa đây trừ 1 là đây là 1 này cộng 1 là 2 với 2 là 4 nè tại 1 thì cái này nó sẽ bằng 2 thì chưa thay con 1 vào rồi 1 phần 2 thì nó ra là mấy Các em thay vô trong cái hàm á, là chỗ này nó thành 1 phần 4 này Thay 1 phần 2 vào đây Như vậy chỗ này là trừ 1 phần 2 cộng cho 2 Đúng không Đó Vậy là 1 phần 4 mà trừ 1 phần 2 thì cái này nó ra trừ 1 phần 4 này Đúng chưa Rồi cộng cho 2 nữa à, 4 2 là 8 Như vậy là 7 phần 4 chưa Đúng chưa Đó Như vậy ở đây ta thấy này Thấp nhất về mặt giá trị y thấp nhất là 7 phần 4 Và cao nhất là 4 Như vậy đây chính là Mắt và đây là minh đây là mất và đây là min có nghĩa là giá trị nhỏ nhất à, như vậy chỗ này ta sẽ chọn cái đáp án của chúng ta là đáp án à đúng chưa đấy làm như thế à, ở dưới này người ta có cách giải của chúng ta đây nè đấy người ta đặt x uh, u là bằng sin x đấy và người ta quy về hàm bậc 2 và ta chọn cái đỉnh của parabol và ta vẽ các bản biến thiên ra ta thấy là đây chính là giá trị nhỏ nhất và đây chính là giá trị lớn nhất của nó và đạt được khi u bằng trừ một và u bằng một phần hai được chưa Đấy, đó là cái kỹ thuật à, giải bài toán lượng giác bằng phương pháp đặt ẩn số phụ để quy về những cái hàm bậc 2 và dựa vào cấu trúc của hệ số A của hàm bậc 2 để ta đoán nhận cái parabol. Và từ cái parabol đó thì ta sẽ đi vẽ cái bản biến thiên và ta kết luận giá trị lớn nhất nhỏ nhất thôi. Bây giờ ta sẽ qua tiếp một cái loại thứ ba đó là dựa vào các cái bất đẳng thức đại số. Dựa vào các bất đẳng thức đại số có nghĩa là dựa vào những cái bất đẳng thức đại số ở học ở chương trình lớp 10 đó là những cái bất đẳng thức đại số cổ điển như là bất đẳng thức Cauchy và bất đẳng thức bu냐 kỳ và tất nhiên ở đây thì không nhắc lại nữa vì trong các cái tiết trước thì chúng ta cũng đã nói về cái bất đẳng thức này rồi chẳng hạn như bây giờ trong cái bài tập đầu tiên người ta nói là cho cái hàm số y bằng hai cos x cộng cho sin x cộng bi trên tư đạt giá trị lớn nhất là bao nhiêu được chưa thế thì bây giờ các em để ý vào đây này nếu với cái bài toán này mà ta giải theo phương pháp thông thường được không thì xin thưa đó là muốn giải theo cái phương pháp mà chúng ta học như lần trước ấy, thì các em đầu tiên là các em phải để ý từ cái cung trước này thì hai cái cung này nó không giống nhau thì chắc chắn chúng ta phải phân tích sao cho nó cùng cung thì ta mới làm được thì riêng ở trong cái sinh của x cộng b tư đây này là nó sẽ dựa vào công thức cộng đó ta dựa vào sinh thì sinh cốt cos cốt cốt sinh giáo cùng không ừ. cốt sinh giáo cùng này đó dựa vào công thức cộng để ta phân tích cái sinh của tổng này theo theo giá trị lượng giá của các cung thành phần và lúc này nó chỉ phụ thuộc vào x thôi đây như vậy cái này nó sẽ là x này cốt này là bình tư này Được chưa đó rồi cốt này là x này sinh này là bình tư này được chưa và các em lưu ý rằng là sin pin tư cốt pin tư là bằng căn 2 trên 2 cho nên cái này nó thành là à, 1 trên căn 2 gì các em 1 trên căn 2 sin x đúng chưa sin x cộng cho gì 1 trên căn 2 gì đấy căn 2 cốt x 1 trên căn 2 cốt x đó như vậy lúc này khi ta đưa cái biểu thức này về theo cả sin và cốt thì lúc này cái hàm này nó sẽ biến thành một cái hàm bậc nhất đó là y bằng gì y là bằng 1 trên căn 2 sin x này. Căn 2 sin x này. Đúng không? Đó, cộng cho gì? Cộng cho chỗ này ta đặt cốt thử chung thì nó là 2 cộng 1 trên căn 2 này. Cos x. Đấy. Được chưa? Đấy, như vậy là cái hàm số này nó đã đưa được về cái hàm mà chúng ta đã gặp ở trong cái bài toán trước. Và ta dựa vào điều kiện tồn tại của nghiệm của phương trình bậc nhất thì ta sẽ suy ra được cái này là a bình này cộng cho cái bi bình này này thì lớn hơn bằng C bình là y bình như vậy ta dựa vào cái bắt phương trình là y bình thì bé hơn bằng là cái này bình phương là 1 phần 2 này cộng với gì cộng với 1 trên cho 2 cộng cho 1 trên căn 2 à, tất cả bình phương đó ta dựa vào đây ta dựa vào đây thì ta sẽ tìm được cái giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của y đây là một cách giải và những cách giải này thì chúng ta đã làm ở đằng trước là sau khi đưa cái hàm số này nó về trạng thái của bậc nhất theo cả sin và cốt của cùng một cung thì chúng ta dựa vào cái điều kiện mà chúng ta đã nhắc ở trong cái tiết học trước người ta sẽ đưa về được tuy nhiên với cái bài toán này người ta mong muốn là sẽ sử dụng các cái đại số thông thường để ta làm thì các em phải để ý cho thầy một tí đó là gì đó là từ cái đẳng thức này người ta sẽ sử dụng một bất thức cũng khá là thông dụng đó là bất thức bù nhà cốc kỳ của chúng ta đầu tiên người ta cũng sẽ phân tích đưa nó về một cung nha đưa nó về một cung à, ở đây các em để ý cho thầy rằng là cái này là cốt y nó bằng hai lần cốt x cộng cho sin của x cộng b trên tư à, thì cái này nó sẽ bằng gì à ở đây người ta tính là bị nhầm rồi đấy các em chỗ này nó phải là một trên căn hai mới đúng nè nha người ta tính bị bị nhầm hơi bị nhiều đó ở đây cái bài toán này hơi hơi bị nhầm nhiều nè, Thì phải sửa lại một tí. Chỗ này là 2 lần cos x. Cảm vô chỗ này là viết lại thành là 1 trên căn 2 này nhân cốt cộng sin. Và ta đưa nó về thành là bậc nhất theo sin và cốt như vậy chỗ này nó thành là 1 trên căn 2 sin x cộng cho 2 1 trên căn 2. Vì vì sin của pi trên 4 và cos pi trên 4 là căn 2 trên 2 mà. Đúng chưa? Đấy, nó thành như thế này nè. Rồi bắt đầu ta lấy cái y này ta bình phương lên hoặc là ta dùng bất thức bu냐 copy mà không cần bình phương và trị đấu đối đó. Như vậy cái này nó à, bắt thức bùi nhau có kỳ này ax cộng bi tất cả bình phương đây nhắc lại một tí đó tất cả bình phương thì nó sẽ bé hơn hoặc bằng không cần căn nữa là a bình cộng b bình nhân cho x bình cộng y bình đó đây là bất thức bùi nhà cốc kỳ của chúng ta cho bốn uh, số nữa nè đấy như vậy ở đây a của chúng ta nó đóng vai trò chính là hai cộng cho một trên căn hai và b ở đây nó đóng vai trò là một trên căn hai được chưa x cái này đóng vai trò là cos và y đóng vai trò là sin như vậy theo bất thức thì ta thay cái này là một phần căn hai vô và cái này là một trên căn hai vô rồi cái này là a bình cộng b bình a à, quên x bình cộng y bình thì nó là sin bình cộng cos bình và do sin bình cộng cos bình thì nó bằng một rồi cái lượng này nó bằng một rồi như vậy việc của các em là tính lại cái giá trị của biểu thức này sao cho nó bằng à, bằng cái giá trị cụ thể thôi và cái giá trị này nó chính là cái giá trị lớn nhất của chúng ta thì bây giờ các em phải tính lại cho thầy một tí cái chỗ này qua thử là nó ra bao nhiêu chứ còn người ta tính bằng 5 mà cộng 2 căn 2 này là không biết nó bằng mấy nữa nè như vậy cái này tao phải chịu khó ta tính nó ra nha Ví dụ chỗ này nó sẽ là bằng 4 này cộng cho gì khai triển hạng thức này ra thì bằng hai lần AB như vậy là bằng 4 nhân cho 1 trên căn 2 này đó bây giờ chịu khó tính một chút là nó ra thôi chứ cái này là 1 phần 2 nha rồi cảm tiếp cho có 1 phần 2 này nữa được chưa đó thì hai cái này cộng lại nó bằng một rồi này cái này nó là bằng à, cái này bằng mấy 4 mà chia căn 2 thì nó cái lượng này nó thành là 2 căn 2 này đúng chưa rồi 4 cộng 1 là 5 5 cộng 2 căn 2 như vậy đáp số là đúng rồi này đáp số thì đúng nhưng mà cái biến đổi của họ là bị trật nha đó rồi như vậy là, là rõ ràng ta tính cái cái biểu thức y bình phương này, này thì nó bé hơn bằng gì bằng 5 cộng 2 căn 2 như vậy y của chúng ta nó sẽ bán bằng căn của 5 cộng 2 căn 2 chứ gì nữa đúng không đúng chưa? đó chắc chắn y nó sẽ nằm giá trị này. vậy cái giá trị này chắc chắn là giá trị lớn nhất. nghĩa là bài toán này cái đáp án của chúng ta chọn sẽ là đáp đi. được chưa? đó. Và tất nhiên là cái cách này thì ta sử dụng bất thức buna copy kỳ là nó sẽ ra cho bốn số. được chưa? rồi một cái bài toán khác đó là tìm cái giá trị lớn nhất của cái hàm số y bằng cái này. đó. thế thì một lần nữa cái bài toán này trong có vẻ nó cũng khá là gì? khá là phức tạp đúng không các em và nếu mà các em nhìn vào đây các em thấy rằng nó ở trạng thái là bậc hai theo cả sinh và cốt và tất nhiên rằng là nếu mà ta chịu khó chuyển cốt về sinh và ta đưa nó về một hàm và đặt ứng phụ thì khả năng nó cũng sẽ ra nhưng mà việc giải bài toán trong trường hợp đó nó hơi rườm rà bây giờ các em sẽ quan sát qua đây cái cách giải của cái bài toán loại này bằng cách sử dụng bất đẳng thức một lần nữa là ta sẽ dùng bất thức Bunyakovsky đây cái hàm số của chúng ta nó cho là cái hàm số này này thì các em để ý rằng là với cái hàm số này mà ta viết lại thì nó sẽ bằng là cái này ta đưa cái con con 1 phần 2 ở ngoài này vô nhá đấy cái phòng 2 này ta đưa vào trong thì đưa vào trong thì nó thành bình phương cho nên nó thành 1 phần tư. nhân vô lên thành 5 phần tư. và 2 mà nhân 1 phần tư, ra 1 phần 2 sinh bình này được chưa rồi thì áp dụng bất thức vô nha copy cho bốn cái số đây là con 1 này đây con 1 này như vậy A ở đây đóng vai trò là 1 B ở đây đóng vai trò là 1 cả cái biểu thức này đóng vai trò là một số và cả biểu thức này đóng vai trò một số và lúc này rõ ràng chúng ta có rằng là cái y của chúng ta nó là một số không âm vì nó tổng hai căn mà. Đấy, như vậy theo bắt thức bu nhau Kỳ. thì ta có là a nhân x cộng b nhân y. Đúng chưa? Lấy trị tuyệt đối thì bé hơn bằng gì? Căn, đúng không? a bình cộng b bình nhân cho gì? x bình cộng y bình đấy ta lại dùng bắt đẳng thức này một lần nữa thì ta khử được hai cái căn đi. Được chưa nè? Đó, thì các em thấy rằng bây giờ ta a với b ở đây bằng một hết như vậy nó là a bình cộng b bình này nhân cho gì? x bình, x bình là cái này này, x bình là nó thấy căn đi như vậy nó còn 1 cộng 1/2 cos bình này cộng chỗ b bình là 5/4 cộng cho 1/2 sin bình. Và các em riêng các em để ý rằng 1/2 sin bình mà cộng 1/2 cos bình này thì đạt thư số chung 1/2 á thì nó sẽ ra sin bình cộng cos bình cho nên tổng hai cái này nó sẽ bằng 1/2 thôi nè. Được chưa? Rồi. À, cái này 1 mà cộng 5/4 thì các em sẽ cộng lại thì nó bằng mấy? 5/4 đây là 9/4 đúng không? 9/4. Rồi cái, cái đằng trước này nó thành căn 2 này. Đúng chưa? Như vậy ta cạo cái này là 4 và cái này là 2 luôn thành cái này nó thành là 11/4. Đúng chưa lấy căn. Lấy căn như vậy nó là thành căn 11/2 chưa các em? Rồi cái em nhân cho cái căn 2 ở dưới này nữa như vậy nó thành là căn của gì? 11/2. Đó, và ta trục căn ở mẫu thì nó thành căn 22 phần căn 22/2. Đó, người ta tính ra đây này. Được chưa? Như vậy cả cái lượng này của chúng ta nó chính là y. Đúng chưa? Như vậy y là bán bằng căn 22/2 vậy căn 22/2 chính là giá trị lớn nhất. Đấy, dùng bất đẳng thức bùi nhờ cốc kỳ, được chưa? Nghĩa là bài toán này ta sẽ chọn cái đáp án là B. Được chưa nào? Đấy, nó khá là là, là, là nhanh. Nếu mà ta dùng được các bất thức à, thông thường. Tuy nhiên để thấy được các bất thức thông thường này thì các em phải thấy cho thầy cái chỗ này này. Có một phần hai đưa vô thì một phần hai này đưa vô thì cái này nó một phần hai này. Thì nhờ cái chỗ là hai cái hệ số này nó giống nhau này. Đấy, thì ta mới giải được. Chứ hai hệ số này khác nhau thì bài toán đi trở nên khó khăn. Đấy nè. Rồi ta sẽ qua một cái bài toán khác đó là cái bài toán này cho cái hàm số y bằng 1 trên 2 trừ cốt cộng cho 1 trên cho 2 1 cộng cốt và cái miền mà x ở đây nó chọn đó là khoảng từ 0 đến b trên 2 khoảng từ 0 đến b trên 2 thì cốt nó sẽ nằm trong khoảng từ à, 0 đến 1 ngay ra có nghĩa là giá trị cốt luôn luôn dương và các em để ý nó nằm trong khoảng còn 0 1 cái thì thì rõ ràng là cái mẫu số nó dương có nghĩa là cái hàm y này cả hai số nó đều dương hết nha rồi bây giờ người ta khó là cái luận nào sau đây đúng có nghĩa là đây là một cái bài toán mà nó yêu cầu chúng ta phải tìm giá trị minh của các hàm số y này có nghĩa là tìm giá trị nhỏ nhất và tìm luôn cái giá trị x mà nó đạt được thế bây giờ các em quan sát qua đây các em thấy rằng cái cách giải ở đây người ta làm như thế này này rồi bây giờ đầu tiên từ cái hàm số của chúng ta là người ta phân tích này riêng cái hai trừ cốt là dương rồi mẫu cộng cốt nó cũng dương với mọi x thuộc không không bình hai vì đó ràng cốt nó dương mà, nè. cho nên cả hai cái số này đều là hai số dương, cho nên áp dụng một cái bất đẳng thức mà chúng ta thường hay dùng đó là bất thức AMGM. hay gọi là bất thức của C đó, đó là x cộng y chia cho hai, nè. thì nó sẽ lớn bằng là gì? căn của gì các em? căn của uh, x y. đúng chưa? qua uh, trong trường hợp này ta xem như đây là x đó và đây là y như vậy là x mà cộng với y thì lớn hơn hoặc bằng gì đây đây ta nhân con hai này đi luôn đó, bỏ con hai dưới này ta nhân cái này luôn như vậy là bằng, lớn bằng hai lần căn cái gì như vậy là hai lần nè hai lần căn của tích hai lần lấy hai cái này nhân lại là bằng một con hai nó còn tiên tử này ở dưới còn hai căn này đi chưa đó như vậy bắt đẳng thức của si vào trong đây thì chỗ này nó chính là y của chúng ta Bây giờ vấn đề đặt ra là cái lượng này này nó sẽ thay đổi thế nào để ta cho ra được một con số cụ thể và giá trị nhỏ nhất. Tuy nhiên nếu ta tiếp tục áp dụng bất đẳng thức AMGM một lần nữa vào trong cái tích này thì ta thấy rằng là ở dưới cái mẫu này là căn của của a nhân b trong đó ab là số à, không âm thì nó sẽ bé hơn bằng gì các em a cộng b chia hai đúng không đúng chưa đấy thì ở đây là a của chúng ta là đây b của chúng ta là đây như vậy cái căn này tích của nó sẽ bán bằng là gì? A cộng B đây, đây là A, đây là B cộng lại chia cho hai này. Thế rồi riêng hai cái này cộng lại thì các em thấy là do cái cốt với cái cốt này nó đúng cho nên nó rút gọn còn lại là 3/2 này. Đấy. Như vậy cái 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 căn này mà bé hơn bằng 3/2 như vậy nếu ta lấy nghịch đảo là lấy 2 mà chia cho cái này này thì nó lại lớn hơn hoặc bằng 2 chia cái này. 2 chia cái này. Như vậy nó sẽ lớn hơn bằng gì các em? 4/3. Như vậy áp dụng bất thức bắt cầu thì riêng cái này là y y thì nó lớn hơn số này, mà số này thì lớn bằng 43, như vậy ta kết luận là y sẽ lớn bằng 43. Đây, và đây chính là giá trị nhỏ nhất của chúng ta. Tuy nhiên rằng là bây giờ ta phải bàn một cái bài toán rất quan trọng ở đây đó là gì? Là dấu bằng phải xảy ra. Như vậy muốn cho dấu bằng xảy ra thì trong cái trường hợp này cả a và b bằng nhau chưa? Muốn cho hai cái này xảy ra có nghĩa là 1 trên cho 2 trừ cốt này, 2 cốt x này, đó, nó phải bằng gì các em? Nó bằng 1 trên gì? 1 cộng cốt đúng không mỗi một, một con cốt rồi thì cái dấu bằng của cái đẳng thức này sẽ ra và yêu cầu cái dấu bằng của đẳng thức ở dưới này sẽ ra có nghĩa là a với b dưới này bằng nhau có nghĩa hai trừ cốt phải bằng gì phải bằng một cộng cốt đó nó yêu cầu phải hai điều này sẽ ra và hai điều này sẽ ra thì chỉ cần cái này sẽ ra thôi đúng chưa như vậy từ đây các em sẽ giải cái phương trình này ra cho thầy là cốt x bằng mấy cốt đi bằng mấy ra như vậy chuyển cái này qua là thành hai cốt hai cốt là bằng 3 như vậy nó cos sẽ bằng uh, bằng 1 chứ, phải không? 1/2 chưa? Đó, chuyển cái này qua là là 1 này, chuyển cái này qua. Như vậy cos bằng 1/2 nghĩa là x sẽ bằng mấy? 1/2 là bao nhiêu? Phải là cos của 60 độ không? Phải là B điên 3 không? Đúng nha? Như vậy là x sẽ bằng cộng trừ B điên 3. cộng K2B đây chính là giá trị của x mà làm cho cái y này nó đạt giá trị nhỏ nhất là 43 này Đấy chưa nhưng mà ta dựa vào đây thì ta sẽ đối chiếu qua thử cái bài toán của chúng ta nó sẽ là cái gì đây minh của này này 4 phần 3 này và trong cái bài toán này nó chỉ xét trên cái miền x nằm trong khoảng từ 0 biên 2 thôi như vậy ở đây ta chỉ lấy x là bằng gì thôi x là bằng bì trên 3 thôi đúng chưa chứ còn cả cái giá trị này có khi nó không nằm trong bi trên 2 từ không biên hay nó không có nằm trong đó các em để ý cái điều kiện bài toán của chúng ta là x nó nằm trong vòng này, này. nha như vậy thì cái bài toán mà đáp án đúng ở trong trường hợp này ta phải chọn đáp án D mới chính xác chứ còn có bạn mà chọn cái đáp án này thì nó không có đúng vì cái k này nó là số nguyên cho nên nó làm cho cái x này nó không có lọt vào trong đây này nó không có lọt vào được chưa đấy nhưng mà đáp án đúng ở đây phải là đáp án D rồi à, bài toán tiếp theo đó là người ta nói rằng là cái giá trị lớn nhất của các hàm số này nó bằng bao nhiêu đấy một cái hàm số trong có vẻ nó khá là phức tạp này. nhưng cái, các em để ý một chút thì các em có thể giải quyết được cái bài toán này rất là nhanh đây các em để ý vào đây nha à, trong đây nó có cốt bình với bãi cốt bình này rồi sinh bình với sinh bình này nếu mà ta cạo các là, là nó sẽ có 8 sinh bình cộng cốt bình đúng không các em? cộng 8 cốt bình đúng không đấy như vậy là ta đã còn 8 thừa chung thì sinh bình cộng cốt bình bằng một ngay do đó lập tức áp dụng bất thức bu nhà cốt kỳ vào đây với bốn số đây là một đây là một như vậy ở đây a bằng một b bằng một và đây x của chúng ta đây là y của chúng ta được chưa thì ngay lập tức ta sẽ tìm được giá trị lớn nhất này đây áp dụng bất đẳng thức vào trong đây được chưa đó rồi thì các em sẽ có được cái gì đây bất thức uh, nhà cốc kỳ nha đây một một như vậy là cả hai cái này bình phương lên nó không còn căn nữa này thì các em thấy nó có cái con số 8 ở chỗ này này đây 8 cốt bình này với 8 sinh bình đạt 8 thử số chung phải không? như vậy chỗ này nó còn lại là hai này và cái này nó thành 8 thôi này cả cái mới này thành 8 này 26 như vậy y bình phương sẽ bé hơn hoặc bằng gì bán bằng 16 vậy y sẽ bán bằng 4 và đây chính là giá trị lớn nhất đấy đơn giản thế thôi và dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi là gì a bằng b vì khi và chỉ khi hai cái số này bằng nhau này đó mà hai số này bằng nhau thì các em chịu khó các em giải ra thì các em sẽ tìm được ngay thôi nó cũng chả khó lắm đâu và đáp án ở đây sẽ là đáp án c được chưa đó. Thế thì cái việc mà giải cái bài toán bằng cách sử dụng các cái bất đẳng thức thông thường, chẳng hạn như là hai bất thức uh, Cauchy và bất thức bù nhà cốc kỳ nó giúp chúng ta giải cái bài toán cũng khá là nhanh, được chưa nào? Thế thì trong cái tiết học này ta sẽ dừng ở đây và hẹn gặp lại các em trong các cái tiết học sau cũng liên quan về uh, cái dạng toán uh, của các cái hàm số lượng giác.